Hi, xin chào mọi người đang theo dõi video này nhé. Mình là Hải đây. Thì hôm giờ ở khu của mình người ta đang, nói chung là đang tập trung tiêm chích cho người dân á. Thì mình cũng ráng đi kiếm được một mũi. Chích được một mũi rồi, cách đây 2-3 ngày gì đấy. Thì phải tầm 2 tháng sau, gần 2 tháng sau nữa thì mình mới tiêm được một mũi nữa. Lúc đó mới cảm thấy là an tâm. Đó, bữa giờ thì đi test rồi đi tiêm chích thì nói chung cũng mệt, cho nên là không có làm được cái video nào cả. Mấy hôm nay lại có nhiều bạn nhắn tin vô Zalo để hỏi mình về cái công cụ Pentool các bạn. Như các bạn cũng biết là mình đã làm rất là nhiều cái video hướng dẫn cách ghép hình ảnh rồi đúng không? Thì mới xem thì mọi người xem sẽ thấy rất là dễ dàng luôn, cực kỳ dễ làm luôn. Nhưng mà khi mà bắt tay vào làm á, thì sẽ gặp nhiều vấn đề rắc rối. Và cái vấn đề mà mình được hỏi nhiều nhất đó chính là cách để sử dụng công cụ Pentool, làm sao cho nó mượt mà, làm sao để cắt đúng như cái ý mình muốn ấy. Đó, thì công cụ Pentool này sẽ rất là dễ dàng đối với những ai đã từng biết về nó, đã từng làm quen với nó rồi. Thì sau khi xem clip của mình thì sẽ thấy rất là dễ làm đúng không? Còn những ai mà mới bắt đầu tải Photoshop về, mới bắt đầu đụng vào cái công cụ Pentool này ấy, thì sẽ cảm thấy rất là phức tạp, rất là khó để mà kiểm soát nó, làm sao để cắt theo ý mình. Đó, thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết về cái công cụ Pentool này. Để các bạn xem, để hiểu về ý nghĩa của từng thao tác, làm sao để mà các bạn cắt nó chính xác và dễ dàng nhất có thể. Và mọi người xem video này thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Comment, đóng góp ý kiến nữa. Tại vì kênh của mình làm đâu có tiền đâu, cho nên đôi khi nó mất động lực lắm, không có động lực để làm. Đó, cho nên cái động lực duy nhất chính là sự ủng hộ của các bạn, như là comment nè, rồi đăng ký kênh nè, rồi like, rồi hỏi han các thứ đó. Nói chung là đó là cái động lực duy nhất của mình, còn tiền bạc thì không có. Và bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu mở Photoshop lên và tìm hiểu về công cụ Pentool nhé. Ok, và trước mắt các bạn đang là cái giao diện của Photoshop, cụ thể là Photoshop 2021. Đối với những bạn nào mà xài những phiên bản thấp hơn như là 2018, 2019, 2020 hay là trước nữa thì cũng đều có cái công cụ Pentool này nhé. Đừng có lo là cái phiên bản của các bạn không có. Rồi, trước khi mà đi hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ này á, thì mình sẽ nói cho bạn nghe về cái công dụng chính của nó đã. Trước khi học nó thì phải biết nó để làm gì nữa đúng không? Có lợi ích với mình hay không? Có tác dụng gì với mình hay không thì mình mới học chứ. Thì mình cũng nói luôn, cái công cụ Pentool này là một cái công cụ cực kỳ quan trọng. Đối với những bạn nào mà học Photoshop, học bên mà thiết kế này nọ thì đều phải biết cái công cụ này. Nó hầu như là một cái công cụ chính trong thiết kế luôn các bạn. Đó, nói như vậy cho các bạn hiểu là cái độ quan trọng của công cụ Pentool này. Rồi, để mà mở công cụ Pentool này á, thì chúng ta có hai cách. Cách đầu tiên là đi tìm và mở nó trên cái thanh công cụ. Cách thứ hai là chúng ta sử dụng phím tắt. Thì đây, để mà đi tìm mở nó trên thanh công cụ thì các bạn quan sát về phía góc bên trái của cái giao diện Photoshop, thấy rất là nhiều công cụ trên thanh này không? Đấy, các bạn xuống gần phía dưới đây, hình mà cái đầu cây bút mực này các bạn, giống như cái đầu cây bút mực này thấy không? Đó, đây chính là công cụ Pentool nhé. Các bạn chỉ cần nhấp chuột vào là nó vào được công cụ Pentool rồi. Hoặc nếu như mình đang không ở công cụ Pentool, mình sẽ bấm phím tắt là phím P phở nha các bạn. Mình sẽ bấm cho bạn xem. Đó, thì nó cũng sẽ vào công cụ Pentool. Đây. Rồi, trong cái công cụ Pentool này nó còn 6 cái công cụ con nữa. Đó. 6 công cụ con này nhé. Đó. Thì mình sẽ hướng dẫn từ từ cho các bạn, không có làm các bạn rối. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái công dụng chính của nó để cho các bạn hiểu sơ qua là nó để dùng để làm cái gì cái đã nhé. Rồi, đầu tiên thì là cái công dụng vẽ đường thẳng hoặc là đường cong. Mình sẽ vẽ cho các bạn đường thẳng để cho các bạn xem nhé. Đây là một đường thẳng. Đó. Đây là một đường thẳng nha các bạn. Đó, đây là một đường thẳng nha. Còn sau đó vẽ đường cong nè. Ví dụ như đây là đường cong. Mình sẽ làm nhanh tại vì cái này là mình đang cho các bạn xem công dụng của nó trước đã. Đây là đường thẳng và đường cong nhé. Còn nữa là có thể các bạn sẽ vẽ được một cái hình. Vẽ hình. Đó, hình gì thì tùy ý các bạn. Ví dụ như mình vẽ hình tam giác đi. Đó, có hai loại nha các bạn. Ví dụ như mà các bạn muốn vẽ hình mà không có ruột á, cái hình kiểu như là viền, hình tam giác thôi á, thì mình cũng được nha. Đây, ví dụ như đây. Đó, đây là hình tam giác chỉ viền không thôi nha. Còn các bạn mà muốn vẽ kiểu như mà full cả hình tam giác này luôn á thì cũng được luôn nha các bạn. Đó, các bạn có thể chọn màu tùy ý nè. Ví dụ mình chọn màu xanh đi. Ok, rồi, ok. Đó, hoặc là không phải hình tam giác mà là bất kỳ hình khác các bạn thích. Đó, hình gì cũng được. Đó nha, đó, tùy ý các bạn. Đó, mình sẽ làm lại cho các bạn xem nữa nè. Đó, rồi.
Rồi, đó là hai cái công dụng. Trước tiên của nó là vẽ đường thẳng hoặc đường cong, rồi thứ hai là vẽ hình. Rồi công dụng thứ ba của nó là tạo vùng chọn. Ví dụ như mình muốn đây là một tấm hình gì đó đi, không phải là một tấm hình trắng, thì các bạn muốn chọn một cái vùng bất kỳ, ví dụ mình muốn chọn cái vùng này đi. Hoặc là một cái vùng khác. Đây ví dụ mình chọn cái vùng dưới đây đi. Đó, mình sẽ đó, sau khi mà vẽ xong thì chúng ta sẽ bấm Control Enter, nó sẽ chọn cái vùng này. Rồi sau đó các bạn muốn cắt cái vùng này ra hay muốn làm gì đó thì làm. Đó là ba cái chức năng chính của nó nha các bạn. Mình nhắc lại ba cái công dụng chính của Pen Tool. Thứ nhất là vẽ đường thẳng hoặc vẽ đường cong. Thứ hai là vẽ hình. Thứ ba là tạo vùng chọn. Ba cái công dụng này rất rất là quan trọng khi các bạn sử dụng Photoshop luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi hướng dẫn sử dụng nha các bạn. Mình sẽ mở cái công cụ con này lên. Thì đây là cái công cụ chính mà mình hay sử dụng nhất. Và khi mà sử dụng cái công cụ này á, thì chúng ta có thể bấm chung với những phím hỗ trợ để nó xuất hiện những công cụ này. Đó, rồi. Không nói nhiều thì các bạn sẽ bị rối á. Thôi mình đi vào hướng dẫn sử dụng luôn nhé, công cụ chính này nhé. Đầu tiên để vẽ đường thẳng á, thì chúng ta chỉ cần nhấp chuột một cái là nó sẽ xuất hiện một điểm này đúng không? Rồi, các bạn sẽ nhấp chuột vào bất kỳ một chỗ nào khác, nó sẽ tạo ra một đường thẳng từ điểm này tới cái điểm đó, ví dụ như này, đó. Hoặc là không thích ở đây thì thích ở đây, hoặc là ở chỗ đây. Rồi đó, thấy là dễ không? Rồi, còn các bạn vẽ đường cong á thì các bạn sẽ như thế này nhá. Nhấp một điểm trước. Rồi, sau đó điểm thứ hai các bạn nhấp và đè chuột kéo ra. Đó, thấy không? Nó sẽ xuất hiện một cái thanh điều hướng. Thanh điều hướng này dài hay ngắn hay là hướng nào thì do chúng ta điều khiển nha các bạn. Đó. Càng dài thì nó càng cong rồi, thấy không? Đó, ví dụ như vậy đi. Rồi, các bạn chỉ để ý cái đây là cái đường path chính của chúng ta nha các bạn. Đường path chính của chúng ta nha. Còn cái này chỉ là thanh điều hướng nha các bạn, không phải là cái mà chúng ta vẽ đâu nhé. Đó, ví dụ như mà chúng ta muốn muốn vẽ đường cong đúng không? Thì đây mình sẽ nhấp vào đây. Đó, ok, đó, đây. Ha, nó chỉ cong ở chỗ này thôi đúng không? Còn cái này chỉ là thanh điều hướng nha các bạn. Các bạn phải phân biệt rõ. Đây là cái đường path chính, còn đây là thanh điều hướng thôi nhé. Đó, nhiều bạn thì lại cứ hiểu lầm đây cũng là cái đường vẽ cho nên sẽ bị rối. Đó. Rồi, làm lại nhé. Đây là đường thẳng nè. Đó. Khi mà các bạn cứ nhấp liên tiếp á, thì nó sẽ là những đường thẳng nối từ điểm này tới điểm kia. Ví dụ điểm đầu tiên nối tới điểm thứ hai nối tới điểm thứ ba. Hoàn toàn là những đường thẳng nhé. Còn khi nào mà các bạn giữ chuột á, đây ví dụ mình giữ chuột đây. Đó, kéo ra thì nó sẽ xuất hiện đường cong. Ok chưa? Kèm với thanh điều hướng. Và thanh điều hướng này, cái hướng này là cái hướng mà cái đường path của chúng ta đi vào điểm thứ hai nè, điểm 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 của nó nè, điểm chính nè, điểm gốc nè. Đó, còn hướng này là hướng đi ra nè các bạn. Đó. Ví dụ như mình vẽ tiếp một điểm nữa ở đây thì cái hướng của nó vẫn sẽ hơi lái lái từ từ cái thanh điều hướng này bẻ qua nha các bạn, tức là nó sẽ luôn bắt đầu từ hướng của thanh điều hướng. Ví dụ như mình vẽ tiếp dưới này cũng vậy, nó cũng sẽ hướng theo thanh điều hướng rồi mới mới cong xuống phía dưới. Đó, còn khi mà các bạn không muốn nó hướng theo thanh điều hướng này nữa thì chúng ta có thể điều chỉnh cái thanh điều hướng này theo ý của chúng ta bằng cách đó, đè phím Alt+Z và rê chuột vào cái đầu của thanh điều hướng và vẽ theo ý chúng ta thích. Ví dụ mình muốn nó hướng xuống đây đi. Đó, rồi, đó thấy không? Đó thấy không? Hoặc là chúng ta muốn bỏ luôn thanh điều hướng này cũng được, để cho cái điểm tiếp theo nó tự do thì chúng ta chỉ cần đè phím Alt+Z và rê chuột vào cái này, rê chuột vào cái chỗ điểm gốc này nha các bạn. Bấm một cái là nó sẽ tắt cái thanh điều hướng đi và nó sẽ trở lại bình thường, thấy không? Đó, không còn thanh điều hướng nữa. Rất là dễ luôn đúng không? Rồi mình làm lại một lần nữa cho bạn dễ hiểu nhé. Để mà vẽ đường thẳng, chúng ta chỉ cần nhấp một điểm đầu tiên và nhấp điểm thứ hai, nó sẽ ra một đường thẳng. Và nếu như muốn vẽ tiếp những đường thẳng thì chúng ta cứ việc như vậy thôi. Đó. Vẽ hình thì chúng ta chỉ cần kết nối với điểm điểm đầu tiên, điểm cuối cùng kết nối với điểm đầu tiên thì nó sẽ ra một cái hình trọn vẹn. Rồi. Ok chưa? Còn muốn vẽ đường cong thì nhấp một điểm đầu tiên, nhấp điểm thứ hai và giữ chuột kéo ra, nó sẽ xuất hiện thanh điều hướng này, thấy không? Cái thanh điều hướng này là do ý chúng ta nha, thích hướng đi đâu thì hướng. Đó. Rất là đẹp, này giống Tề Thiên Đại Thánh múa gậy không? Ok, rồi. Rồi để làm sao mà để vẽ được không đúng không? Ví dụ như đường thẳng đi thì chúng ta sẽ nhấp chuột phải sau khi vẽ bằng chuột trái nha, nhấp một điểm bằng chuột trái nè, nhấp điểm thứ hai bằng chuột trái nè. Rồi, sau đó chúng ta rê cái này lên đây và nhấp chuột phải, nó sẽ ra các menu menu của nó.
Thì ở trong này rất là nhiều menu, các bạn mà học hết thì các bạn sẽ bị rối. Chúng ta chỉ tập trung chính vào những cái chúng ta cần thiết nhất thôi. Đó chính là vẽ và tạo thành cái hình. Đầu tiên vẽ thì chúng ta có hai cái này nè các bạn. Cái này là vẽ hình nè. Còn cái này là vẽ đường thẳng nè, đường thẳng hoặc đường cong. Còn này là vẽ cái hình nha các bạn. Còn cái này là tạo vùng chọn, thì cái này xíu nữa mình sẽ chỉ. Trước tiên là hai cái này trước. Đầu tiên là để vẽ một đường thẳng thì chúng ta vào Trackerpad nha các bạn. Đó, ở trên này thì nó sẽ cho chúng ta một cái ô và chúng ta có thể nhấp vào đây để chọn lựa nhiều cái pad của nó. Thứ nhất là cái pencil, là cái bút chì nè các bạn. Thứ hai là cái brush. Còn đây là tất cả những cái mà nó cũng có thể để sử dụng, nhưng mà mình cá là các bạn sẽ ít khi nào sử dụng tới nó. Mà để bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn tất cả cái này thì nó sẽ rất dài và rất mất thời gian, và các bạn mới đầu học thì sẽ rất là khó hiểu, kiểu như bị rối á. Cho nên mình sẽ chỉ sử dụng hai cái đầu tiên thôi nha các bạn, cái brush và cái pencil. Đầu tiên là cái pencil đi. Pencil là cái bút chì đó. Ok rồi, nó đã vẽ một đường rồi mà do nó cái đường path nó đang đè lên cho nên các bạn không thấy. Cho nên bây giờ mình sẽ xóa cái đường path này đi để cho các bạn thấy cái đường bút chì nhé. Nhấp chuột phải đây, delete path đó, các bạn thấy đường bút chì đây không? Thấy không, mình đang để màu đỏ cho nên nó hơi bị mờ. Mình sẽ vẽ lại nha. Mình sẽ đổi thành màu đen ở dưới đây, cái màu ở dưới đây nữa các bạn, đổi thành màu đen đi. Ok rồi, mình sẽ vẽ lại nha. Nhấp chuột phải và chọn vào Trackerpad rồi pencil. Ok đó, và delete, nhấp chuột phải và delete đó. Thấy không, đây là một cái đường màu đen, nó sẽ giống cái màu ở dưới đây nhá. Rồi thứ hai là brush. Đây ví dụ mình sẽ sử dụng không có sử dụng pencil bút chì nữa mà mình sẽ sử dụng brush. Đây brush này á thì nó sẽ là cái công cụ này nè các bạn, nó sẽ phụ thuộc vào cái setting của cái brush này. Mình ok cái đã cho bạn xem đó, thấy không, xóa cái delete path này đi. Đó, nó là một cái brush, nó giống như với cái setting của brush nha. Đây đó, còn nếu như mà mình chỉnh brush này nó to hơn á, mình đang sử dụng công cụ brush này, mình chỉnh nó to hơn đó, tầm này đi, to hơn tí nữa đó, thì xíu nữa mình vẽ nó cũng ra một cái đường to như vậy. Đây vào công cụ pen tool nhé, rồi vẽ đường thẳng, rồi sau đó nhấp chuột phải chọn vào Trackerpad, rồi ở đây là brush. Ok đó, thấy không, to hay nhỏ hay như thế nào đó nó phụ thuộc vào cái setting của brush này. Rồi đây là vẽ đường thẳng, thì đường cong nó cũng y chang vậy thôi các bạn. Đây là đường cong đó, nhấp chuột phải chọn vào Trackerpad và brush. Ok đó, thấy không, sử dụng pencil hay là bút chì hay là brush thì tùy ý các bạn nhé. Rồi tiếp theo là vẽ hình. Ví dụ như mình muốn vẽ hình vuông đi, đây hình đó, hình chữ nhật đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấp chuột phải và chọn vào fill path. Hồi nãy là Trackerpad nha các bạn, còn bây giờ là fill path đó. Và ở đây nó có nhiều sự lựa chọn cho chúng ta. Foreground color là nó sử dụng cái màu ở dưới đây, màu dưới nha các bạn. Background color là hình như là cái màu nền này nè. Còn các bạn chọn vào cái color này nha các bạn, nó sẽ xuất hiện một cái ô màu để chúng ta chọn. Ví dụ mình muốn chọn màu xanh, rồi ok đó. Sau đó chúng ta bấm ở dưới này có cái opacity nữa, tức là độ đậm nhạt của màu á. Các bạn để 100% luôn thì nó sẽ đổ đúng cái màu xanh đó, còn các bạn giảm đi thì nó sẽ nhạt dần theo cái opacity này. Còn dưới này là feeder thì nó độ sắc nét của cái hình vuông này á các bạn. Khi bạn đổ xong nó sắc nét hay không á, nếu để không tức là không bị mờ, còn các bạn mà tăng lên thì nó sẽ mờ đi. Mình sẽ thử cho các bạn hai cái luôn cho các bạn xem như dễ hiểu nhé. Rồi bấm ok đó, nó sẽ đổ màu xanh. Rồi lại nhé, fill path. Rồi bây giờ mình để là opacity là 50 đi. Ok đó, nó chỉ 50% thôi, độ nhạt màu 50% thôi đó. Còn này là mình chỉnh lại 100% nhé. Rồi ở dưới này feeder, ví dụ như các bạn để 50 đi. Ok, thấy không, nó mờ này viền này, thấy không các bạn, nó mờ viền nhé. Còn hồi nãy để không thì nó sẽ sắc nét cái viền. Rồi dễ hiểu chưa? Thậm chí các bạn không thích vẽ hình vuông thì các bạn vẽ hình khác cũng được, hình gì cũng được, hình tam giác nè hay là hình tròn cũng được đó. Này thì tùy vào độ khéo tay của các bạn nhé. Đó mình vẽ đại cho các bạn xem thôi. Rồi fill path, rồi chọn color, đổ màu tím đi. Ok ok đó.
Rồi, tiếp theo nữa, khi mà các bạn vẽ sai thì các bạn phải làm sao? Ví dụ như mình vẽ như thế này đi. Đó, 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 đó. Mà chết rồi, mình thấy chỗ này bị sai thì mình làm sao? Chúng ta sẽ hoàn tác. Nếu mà các bạn sử dụng phiên bản Photoshop từ 2020 đổ lên ấy thì nó sẽ hoàn tác bằng cách bấm tổ hợp phím Ctrl Z. Ctrl cộng phím Z nha các bạn. Đó, mình sẽ bấm thử các bạn Ctrl Z, nó sẽ hoàn tác một bước. Còn các bạn tiếp tục giữ phím Ctrl và bấm Z Z Z Z Z là đó, là nó sẽ hoàn tác nhiều bước. Còn đối với những bạn nào mà sử dụng Photoshop 2019 đổ xuống ấy, thì chúng ta bấm tổ hợp phím Ctrl Alt Z nha. Ctrl Alt Z làm nó hoàn một bước. Còn các bạn giữ hai phím Ctrl và phím Alt tiếp tục bấm Z Z Z thì nó sẽ hoàn nhiều bước nha. Còn mình đang sử dụng Photoshop phiên bản 2021 cho nên mình chỉ cần bấm Ctrl Z thôi. Còn còn rồi đó, nói vậy cho dễ hiểu, nói nhiều quá các bạn khó hiểu ấy. Các bạn đang vẽ cái này nhá. Và bây giờ các bạn muốn nó cho nó thêm một điểm ở đây nữa thì các bạn chỉ cần rê chuột lên này thấy không? Nó sẽ xuất hiện cái dấu cộng ở cái bên cái công cụ Pen Tool của chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhấp chuột trái một cái là nó sẽ cho chúng ta thêm một điểm ở đây nữa. Đây là gọi là chèn điểm nha các bạn. Đó. Nó sẽ xuất hiện đây một điểm nữa và nó sẽ có thêm hai thanh điều hướng nè. Sorry. Thanh điều hướng này thì khi chúng ta sử dụng thì chúng ta đè phím Ctrl và rê chuột vào đó để điều chỉnh thanh điều hướng này. Đó, còn nếu mà các bạn muốn loại điểm á, ví dụ như các bạn muốn bỏ điểm này đi á, thì chúng ta cũng chỉ cần rê chuột vào điểm đó, nó sẽ tự động xuất hiện dấu trừ. Đó, bấm chuột trái một cái là nó bỏ điểm đó đi, và muốn bỏ điểm này thì đó, bỏ luôn. Nó theo thì nó cũng tương đương với hai công cụ này nè các bạn. Đây, cộng và trừ. Thay vì chúng ta nhấp vào đây chúng ta chọn cộng hoặc trừ á, thì chúng ta có thể sử dụng trên này luôn. Đó, nhanh gọn hơn luôn, đâu đâu cần phải vô đây nữa đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái công cụ con tiếp theo. Đây, ví dụ công cụ này đi. Công cụ này là Preform Pen Tool thì nó đơn giản các bạn. Tức là mình sẽ vẽ vẽ đại vào đường gì đó và nó sẽ tự xuất hiện những cái điểm điểm như hồi nãy chúng ta chấm đó thấy không? Mình vẽ đại vào chữ S và nó đã xuất hiện rất là nhiều điểm. Cái độ nhiều hay ít của những điểm này phụ thuộc vào các bạn vẽ có thẳng hay không các bạn. Ví dụ các bạn vẽ mượt thì nó sẽ xuất hiện ít các điểm hơn. Ví dụ như này, đó thấy không? Nó thẳng thì nó sẽ ít điểm hơn. Đó, còn các bạn mà vẽ cứ như này, này là đây đây đấy, đó là nó sẽ xuất hiện dày đặc điểm, tức là nó mỗi mỗi cái gấp khúc thì nó sẽ xuất hiện một điểm đó, các bạn. Đó cho nên chúng ta mà vẽ càng ít gấp khúc thì nó càng càng ít điểm. Đó. Đó thấy không? Rồi, thực ra cái công cụ này ít khi sử dụng lắm các bạn. Mình nghĩ là các bạn sẽ không bao giờ đụng tới đâu. Rồi, cái công cụ tiếp theo là cái Curvature Pen Tool. Đấy, công cụ này là công cụ vẽ đường cong nha các bạn. Công cụ này là hỗ trợ chúng ta vẽ đường cong thông minh, là chúng ta không cần nhấp rồi đè chuột rồi kéo như hồi nãy nữa, mà chúng ta chỉ cần tạo ra 3 điểm thì tự động nó sẽ tạo ra một đường cong. Nếu như 2 điểm á, thì là một đường thẳng nha các bạn. Còn nếu như mà mình click thêm một điểm nữa thì nó sẽ tạo ra đường cong. Ví dụ một điểm nữa mình nhấp ở đây đi. Đó, thấy không? Rồi, tiếp tục. Đó, nó sẽ luôn là những đường cong. Đấy, ở này chúng ta hỗ trợ chúng ta vẽ hình tròn rất là đơn giản, đúng không? Đó, mình làm lại cho các bạn xem nhé. Đây một điểm, đây một điểm thì là một đường thẳng đúng không? Nhưng mà chỉ cần thêm một điểm nữa là sẽ ra đường cong. Đó, rất là đơn giản. Rồi, mà cái công cụ này thì mình cũng rất là ít khi sử dụng. Ok, và công cụ cuối cùng là công cụ đây, Convert Pawn Tool. Đây, công cụ này thì hồi nãy mình đã chỉ cho các bạn rồi á. Đây mình sẽ làm lại cho bạn xem nhé. Chọn nó cũng đây, ví dụ như đây mình có một cái thanh điều hướng. Đó, đây là thanh điều hướng nha các bạn. Đường path chính của chúng ta là đường này. Còn đây là thanh điều hướng. Mà bây giờ nếu như mình vẽ một điểm nữa thì cái đường path của chúng ta nó vẫn sẽ hướng theo thanh điều hướng này, đúng không? Đó, còn bây giờ mình không muốn nó hướng theo thanh điều hướng này nữa thì có hai cách. Đầu tiên là chúng ta sẽ đè phím Alt để thay đổi cái hướng của thanh điều hướng này. Đó, ngắn dài hoặc là hướng khác thì cũng thể điều chỉnh được đó, hoặc là chúng ta tắt luôn thanh điều hướng này bằng cách đè phím Alt và rê vào cái góc của cái thanh điều hướng này và bấm chuột trái một phát là nó sẽ tắt thanh điều hướng đi, và cái điểm tiếp theo của chúng ta là điểm tự do nhé, mình vẽ ở đâu cũng được đó, thấy dễ hiểu không? Đó, vậy thôi, rất là đơn giản. Rồi nếu mà các bạn muốn vẽ chính xác, thực hành vẽ chính xác thì các bạn phải làm nhiều lên, làm nhiều quen tay thì các bạn sẽ vẽ chính xác. Bây giờ mình sẽ đi qua phần thực hành nhé. Đây mình sẽ có một tấm hình để cho các bạn thực hành. Đây là một tấm ảnh chụp bánh bánh của mình hôm bữa tối hôm qua mình có làm bánh xong mình chụp chơi các bạn.
Đấy. Đây là bánh bột mì nhá. Ở trên này mình có sử dụng đậu phộng. Rồi đây là chai rượu soju. Nói chung chai này chỉ để làm cảnh thôi chứ mình không uống đâu. Chai này lâu lắm rồi, chắc nó hư rồi đó, nhưng mà để vào cho đẹp thôi. Rồi đây là mật ong. Đây là mật ong nhá. Đó, còn đây là bộ dĩa gỗ mà mình mua về để chụp đồ ăn đó các bạn. Đó, cũng lâu rồi không sử dụng, hôm qua lôi ra để chụp bánh. Rồi, bây giờ mình sẽ đi thực hành là cắt một cái dĩa bánh này ra. Đó, cắt một cái dĩa bánh này ra. Rồi chúng ta vẫn sử dụng công cụ pen tool nhé. Đó, mình sẽ zoom lên cho dễ cắt. Thì các bạn muốn cắt chính xác thì các bạn phải càng zoom to lên. Đó, ví dụ cắt cái dĩa này đi nha, zoom to lên. Đó, zoom to lên thì chúng ta mới thấy đường chúng ta cắt cho nó dễ, chứ để nhỏ quá thì chúng ta cắt khó khó chính xác lắm. Rồi, vào công cụ pen tool. Chúng ta sẽ chọn một điểm bắt đầu, mình sẽ chọn đại một điểm nào đó cũng được. Đây, ở đây đi. Rồi, tiếp theo là một đường cong đúng không? Hầu như cái dĩa này là một đường cong luôn ấy. Đó. Vì là đường cong đều cho nên chúng ta cũng không cần quá nhiều điểm. Đó, chúng ta sẽ kéo kéo rê dài hay ngắn để thay đổi đường cong này các bạn. Chỉ cần làm sao mà cho cái đường cong này nó áp sát vào cái đĩa là được. Đó. Áp sát nhất có thể. Đó, rồi tiếp theo. Đó. Vẽ đường cong thì các bạn nhớ giữ chuột và kéo rê ra thì nó sẽ ra đường cong nha các bạn. Đó. Tại sao mà các bạn phải gọi là sao ta? Luyện để chọn được điểm các bạn. Ví dụ như xong điểm này rồi đúng không? Các bạn sẽ chọn điểm tiếp theo ở đâu? Tại sao mình không chọn luôn ở điểm này cho nó nhanh mà lại phải chọn ở đây rồi mới tới đây? Tại vì nếu các bạn chọn luôn ở điểm này thì cái đường cong của chúng ta khó để mà ôm được cái đường cong này lắm. Tại đường cong này là gọi là nó quá dài mà các bạn, quá dài và quá phức tạp. Nếu như là một đường thẳng á, thì lại quá dễ rồi. Đường thẳng thì dài cỡ nào thì chúng ta cũng nối được, nhưng mà đây là một đường cong các bạn. Thì chúng ta phải chia nó ra cho nó chính xác. Mình sẽ chọn điểm tiếp theo là ở đây. Đó, ở đây thì hầu như là không cần phải. Đó. Ok chưa? Rồi. Tiếp theo ở đây. Ở đây là điểm kết thúc là được rồi. Đó. Ok. Điểm cuối thì chúng ta kết thúc. Điểm cuối thì chúng ta chồng lên điểm đầu thì là xong, xong cái đường bát này nha các bạn. Bây giờ mà các bạn muốn muốn cắt cái này ra thì chúng ta phải 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 tạo cái vùng chọn trước đã. Thì để tạo vùng chọn chúng ta có hai cách. Cách đầu tiên là chúng ta nhấp chuột phải. Đó. Nó có một cái chữ gọi là Make Selection. Đó. Mình sẽ bấm thử cho bạn xem. Ở đây thì nó sẽ xuất hiện một cái bảng đúng không? Fader, fader là cái độ mờ của vùng chọn đó, thì chúng ta cứ để không nhé các bạn. Nếu mà chúng ta muốn 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 cắt chính xác cái đĩa này luôn á, cắt sắc nét cái đĩa này luôn á thì chúng ta để không nhé. Không nha các bạn. Rồi. Chúng ta bấm ok. Đó thì nó sẽ tạo ra một cái vùng chọn như thế này. Cách thứ hai, đây là xong một cách nha các bạn. Mình sẽ trở lại nè. Ctrl Z để trở lại nè. Rồi, cách thứ hai là chúng ta có thể bấm tổ hợp phím Ctrl cộng phím Enter, Ctrl Enter nhé các bạn, thì nó cũng sẽ tạo ra vùng chọn như vậy. Rồi mình sẽ bấm cho bạn xem Ctrl Enter. Đó, thì nó cũng là như vậy. Đó, dễ dàng không? Rồi sau đó để mà cắt cái đĩa này ra khỏi tấm hình á thì chúng ta chỉ cần bấm tổ hợp phím Ctrl Z. Ctrl Z nha các bạn. Ctrl Z, mình sẽ bấm cho bạn xem Ctrl Z. Đó, các bạn nhìn xem này, nó sẽ tạo ra một cái layer mà chỉ có một cái dĩa bánh này thôi. Sẽ zoom nhỏ lại nha. Sẽ tắt cái hình đi nha các bạn. Đó, là nó chỉ cần cái dĩa bánh thôi đúng không? Thấy đơn giản không? Tương tự như vậy các bạn có thể cắt bất kỳ cái gì mà các bạn muốn. Đây là một cái công cụ mà sử dụng cực kỳ nhiều trong cái ghép ảnh luôn các bạn. Khi các bạn cắt đối tượng, cắt người, cắt vật thể, cắt bất kỳ cái gì thì các bạn đều phải sử dụng tới công cụ pen tool này. Cho nên mình nói công cụ pen tool này nó cực kỳ quan trọng trong Photoshop nói chung và trong thiết kế nói riêng. Rồi, video tới đây thì cũng khá là dài rồi. Mình cá là rất ít người xem được tới đây. Hầu như mọi người sẽ bỏ khoảng từ 2 tới 3 phút đầu tiên. Nhưng mà nếu những ai mà đang xem tới đây có nghe mình nói thì
cho mình xin cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem tới đây. Và nếu thấy video này có ích, cho mình xin một like, một share, một đăng ký kênh. Và nhớ comment cái ý kiến của bạn dưới video này nhé. Hoặc là các bạn muốn mình hướng dẫn sử dụng công cụ nào, hoặc là muốn mình hướng dẫn làm cái tác vụ gì, thì các bạn cũng thể comment xuống dưới video này nhé. Mình sẽ làm trong những clip sau. Xin chào tạm biệt.